Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Yếu tố đẩy giá vàng đạt đỉnh và chênh lệch cao với thế giới. Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết từ tháng 8 năm 2023 đến nay, diễn biến giá vàng trong nước và chênh lệch giá vàng không hoàn toàn phản ánh cân đối cung cầu mà bị tác động lớn bởi các yếu tố đầu cơ tạo sóng khi hội tụ đủ các điều kiện. Giai đoạn 2016-2020, giá vàng thế giới tăng nhưng giá vàng trong nước gần như đi ngang, chênh lệch giá vàng gần như bằng không. Năm 2019 và 2020 được cho là đợt thử thách sóng vàng thế giới lần một. Theo đó, giá vàng thế giới tăng mạnh 55% và giá vàng trong nước tăng theo tương ứng. Chênh lệch giá vàng vẫn không đáng kể. Đây là thời kỳ kinh tế Việt Nam bước vào chu kỳ ổn định và tăng trưởng cao. Giới phân tích nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy các đề xuất như nhập khẩu vàng, phá bỏ độc quyền vàng miếng SJC không phải là giải pháp căn cơ để ổn định thị trường vàng. Lãi suất thấp từ năm 2021 đến đầu năm 2022 hay từ cuối năm 2023 đến nay là môi trường lý tưởng để tạo sóng với bất kỳ loại tài sản nào, trong đó có vàng. Kể từ đợt giảm liên tiếp lãi suất điều hành vào tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước không đưa ra thêm sự điều chỉnh nào khác, dù phải chịu áp lực từ việc điều hành tỷ giá cũng như chính sách tiền tệ của các quốc gia lớn trên thế giới. Lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất Ngân hàng Nhà nước cho vay qua đêm để bù đắp thanh khoản duy trì ở mức thấp 3% một năm, 4,5% một năm và 5% một năm, trong một khoảng thời gian tương đối dài tạo điều kiện hỗ trợ nền kinh tế thực. Tuy nhiên, điều này cũng khiến một lượng lớn dòng tiền chảy ra khỏi kênh tiết kiệm ngân hàng để tìm đến các kênh đầu tư khác và vàng là sự lựa chọn tự nhiên. Lúc này, các nhóm đầu cơ tìm cách đẩy giá vàng và tâm lý đám đông rất dễ bị thu hút bởi sóng. Sóng càng cao càng dễ hút tiền. Bong bóng tài sản luôn hình thành bởi tâm lý đám đông như vậy. Bước sang năm 2024, tạo sóng vàng còn thuận lợi hơn nhờ giá vàng thế giới tăng do bất ổn địa chính trị và kênh chứng khoán bất động sản không nóng để hút tiền như năm 2021-2022. Thay vì chứng kiến số lượng mở tài khoản chứng khoán cao kỷ lục của các năm trước, rất nhiều người đã kiên nhẫn xếp hàng ở các cửa hàng vàng. Trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, giá vàng đã liên tục lập đỉnh mới. Giá vàng SJC đã có lúc đạt đỉnh tháng 4 năm 2024 là 85 triệu đồng một lượng và sang tháng 5 đã vượt 90 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của thị trường vàng Việt Nam. Biến động giá vàng xảy ra có những thời điểm liên tiếp nhau, thậm chí có những ngày giá vàng leo dốc một cách thẳng đứng, biên độ thay đổi giá rất lớn qua mỗi lần tăng. Giá vàng SJC từ dự báo chạm mốc 100 triệu đồng một lượng đến những ngày giảm không phanh. Trong vài tháng qua, thị trường vàng SJC đã trải qua những biến động lớn với giá vàng miếng SJC từng được dự báo sẽ chạm mốc 100 triệu đồng một lượng. Từ ngày 23 tháng 4, sau khi Ngân hàng Nhà nước gọi thầu lần đầu tiên, giá vàng SJC bắt đầu chuỗi ngày tăng liên tục. Sự chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước tăng mạnh từ 11 triệu đồng lên đến khoảng 18 triệu đồng một lượng. Đầu tháng 5, từ mức hơn 85 triệu đồng một lượng, giá vàng SJC liên tục phá vỡ các kỷ lục, đạt đỉnh 92,5 triệu đồng một lượng vào ngày 10 tháng 5. Thậm chí, trong một số ngày, giá vàng tăng gần 3 triệu đồng. Sau khi lập đỉnh, giá vàng SJC duy trì ở mức 90-92 triệu đồng một lượng. Trước diễn biến này, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế dự báo, với tốc độ tăng như vậy, giá vàng SJC có thể chạm mốc 100 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, ông Hiếu cũng cảnh báo rằng kịch bản này khó xảy ra với xác suất chỉ 30% do các cơ quan quản lý sẽ sớm kiểm soát thị trường và nguy cơ bong bóng giá vàng vỡ nếu giá tăng quá cao. Trước đà tăng liên tục của giá vàng, ngày 29 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước thông báo việc giao cho 4 ngân hàng lớn, Big Four, bán vàng trực tiếp cho người dân. Từ đó, giá vàng SJC bắt đầu giảm mạnh. Chỉ riêng buổi sáng ngày 30 tháng 5, giá vàng SJC đã giảm gần 4 triệu đồng mỗi lượng. Đến ngày 3 tháng 6, khi các ngân hàng thương mại nhà nước bắt đầu bán vàng trực tiếp, giá vàng giảm về mức 80 triệu đồng một lượng. Sau một tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm hơn 6 triệu đồng một lượng. Từ mức đỉnh lịch sử 92,5 triệu đồng, giá vàng miếng SJC đã giảm hơn 15 triệu đồng, tương đương khoảng 16%. Sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp còn khoảng 5-6 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC được dự báo sẽ tiếp tục giảm do diễn biến giá vàng thế giới đang lao dốc mạnh và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chính sách bình ổn giá. Ngân hàng Nhà nước khẳng định quyết tâm bình ổn thị trường và kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp.
Ngân hàng Nhà nước cũng đảm bảo có đủ nguồn lực để thực hiện các biện pháp này. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với cơ quan công an để xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, cũng như triển khai các biện pháp mạnh mẽ để đấu tranh với hiện tượng đầu cơ, gom hàng. Trong cuộc họp ngày 9 tháng 6 về chính sách quản lý thị trường vàng và sửa đổi nghị định số 24/2012/NĐ-CP, một số chuyên gia đề xuất áp dụng chính sách thuế đối với vàng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi đề xuất Ngân hàng Nhà nước cần sớm kiến nghị Bộ Tài chính xây dựng chính sách thuế để giảm bớt nhu cầu vàng của một số nhà đầu tư và thị trường, đặc biệt là những đối tượng đầu cơ, tích trữ, thao túng giá vàng. Việc này có thể khiến người tiêu dùng chuyển sang các kênh đầu tư khác giúp kiểm soát giá vàng. Việc áp dụng thuế sẽ đảm bảo công bằng trong kinh doanh vàng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Hiện nay, các lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản cũng đang áp dụng thuế thu nhập cá nhân nên mua bán vàng cũng nên có chính sách thuế phù hợp. Kết quả các biện pháp ổn định thị trường. Trước diễn biến phức tạp của giá vàng, Thủ tướng Chính phủ ra công điện 1426 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, Chính phủ liên tiếp đưa ra thông báo yêu cầu xử lý ngay chênh lệch giá vàng miếng, với trọng tâm là việc thực hiện các giải pháp trong Nghị định số 24/2012/NĐ-CP phù hợp với bối cảnh hiện tại. Trước yêu cầu đặt ra, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện các giải pháp bao gồm thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng, đồng thời đánh giá lại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã khởi động lại việc đấu thầu vàng miếng từ ngày 19 tháng 4 năm 2024 nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Nếu lượng cung vàng miếng qua đấu thầu đạt đủ khối lượng kỳ vọng, sẽ giúp giảm giá vàng trong nước trong dài hạn, từ đó kéo sát chênh lệch giá như đã diễn ra trong năm 2013. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước là hài hòa giữa việc quản lý thị trường vàng và kiểm soát tỷ giá, bởi nếu lượng cung vàng miếng thấp sẽ khiến tác động của đấu thầu chỉ duy trì trong ngắn hạn, nhưng nếu Ngân hàng Nhà nước buộc phải mua thêm vàng từ thị trường quốc tế để duy trì nguồn cung trong nước thì dự trữ ngoại hối sẽ hao hụt, từ đó tạo áp lực làm tăng tỷ giá. Đến ngày 27 tháng 5 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu, cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Mục tiêu của đấu thầu vàng không đạt. Do đó, Ngân hàng Nhà nước thay đổi phương thức ổn định thị trường vàng, phân phối vàng miếng SJC trực tiếp tới người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC. Chia sẻ với báo chí, đại diện các ngân hàng thương mại nhà nước cho biết, nhận ủy thác vàng từ Ngân hàng Nhà nước và bán ra thị trường theo giá Ngân hàng Nhà nước quy định. Các ngân hàng không kiếm lời trong nghiệp vụ ủy thác này. Theo tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, với phương án cung vàng ra thị trường thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, Ngân hàng Nhà nước làm chủ quá trình thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Các ngân hàng thương mại nhà nước đại diện cho lợi ích của nhà nước nên sẵn sàng chấp thuận bán vàng phi lợi nhuận. Do đó, chỉ qua khoảng 10 phiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ được thu hẹp. Sau 3 ngày, Ngân hàng Nhà nước thực hiện phương án mới, cung ứng vàng ra thị trường thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, giá vàng miếng SJC giảm xuống 77,98 triệu đồng một lượng. Ngày 5 tháng 6 năm 2024, giao dịch quanh vùng giá thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2024, 78 triệu đồng một lượng. Những quan điểm của chuyên gia về quản lý thị trường vàng. Trao đổi với tạp chí Kinh tế Việt Nam, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng Ngân hàng Nhà nước có khả năng cung ứng vàng đủ số lượng vì là người độc quyền nhập khẩu vàng. Theo ông, lượng vàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nội địa khoảng 20-30 tấn một năm, tương đương 2,5-3 tỷ USD là rất nhỏ so với kim ngạch xuất khẩu và dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc dùng dự trữ ngoại hối để nhập khẩu vàng không hợp lý, vì vàng không phải là hàng hóa thiết yếu của nền kinh tế. Ông cho rằng chỉ khi cán cân thanh toán thặng dư tốt và áp lực tỷ giá giảm bớt, Ngân hàng Nhà nước mới nên nhập khẩu vàng. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR cho rằng không cần nhập khẩu vàng, không cần phá độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC.
chênh lệch giá vàng vẫn có thể kiểm soát. Giai đoạn 2014-2015, sau khi Ngân hàng Nhà nước bán 74 tấn vàng qua đấu thầu năm 2012-2013, chênh lệch giá vàng vẫn còn ở mức cao nhưng dần được kiểm soát. Sự biến động của giá vàng trong nước Việt Nam từ tháng 8 năm 2023 đến nay là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm lãi suất thấp, dòng tiền đầu cơ và các biện pháp can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước. Dù đã có nhiều nỗ lực từ phía cơ quan quản lý, chênh lệch giá vàng giữa trong nước và thế giới vẫn còn lớn. Các chuyên gia khuyến nghị rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng các biện pháp nhập khẩu vàng và tìm kiếm giải pháp bền vững để ổn định thị trường vàng trong nước. Trong bối cảnh hiện tại, việc quản lý và điều hành giá vàng cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, đồng thời kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô để duy trì sự ổn định tài chính và kinh tế đất nước. Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo rằng mọi biện pháp đưa ra đều hướng tới mục tiêu dài hạn là ổn định thị trường và bảo vệ lợi ích của người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.